Gợi ý cách ăn uống giúp người cao tuổi kéo dài tuổi thọ. 1. Ăn chủ yếu là thuần chay. Người cao tuổi nên ăn chế độ ăn chủ yếu dựa trên thực vật, hạn chế các bữa ăn có cá. Đối với các loại hải sản, người cao tuổi nên chọn hải sản có hàm lượng omega 3, omega 6 và vitamin B12 cao như cá hồi, cá cơm, cá mòi, cá tuyết và cố gắng chọn loại có hàm lượng thủy ngân thấp. 2. Giữ lượng protein nạp vào ở mức thấp. Nếu bạn dưới 65 tuổi, hãy giữ lượng protein nạp vào ở mức thấp. Còn sau 65 tuổi, bạn nên tăng nhẹ lượng protein hấp thụ thông qua cá, các loại protein nạc khác, trứng, sữa, đậu, các loại hạt và cây họ đậu. 3. Giảm thiểu chất béo bão hòa từ nguồn động vật và thực vật. Người cao tuổi nên hạn chế thịt, pho mát và đường, đồng thời tăng cường chất béo tốt và carbon hydrate phức hợp. 4. Sử dụng nhiều loại rau củ. Các loại rau như cà chua, bông cải xanh, cà rốt, các loại đậu và dầu ô liu 3 thìa canh mỗi ngày là những loại thực phẩm mà người cao tuổi nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày để kéo dài tuổi thọ.